Sau 3 tháng huấn luyện trên thao trường, 455 chiến sĩ nhập ngũ năm 2024 đã hoàn thành khóa huấn luyện tại Trung đoàn Binh đạm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tuyên thệ trước quân kỳ và nhận vũ khí từ chỉ huy đơn vị sắp đến làm nhiệm vụ. Các chiến sĩ bày tỏ niềm tự hào khi chính thức trở thành bộ đội Cụ Hồ, đóng góp sức mình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lấy danh dự người chiến sĩ các bạn, xin thề dưới lá cờ vinh quang Tổ quốc. Một, hy sinh tất cả vì Tổ quốc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phấn đấu thực hiện một nước Việt Nam hòa bình, độc lập và xã hội chủ nghĩa, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Xin thề. Xin thề. Xin thề. Xin thề. Xin thề. Ngay sau khi tuyên thệ lời thề danh dự của quân nhân, 455 chiến sĩ vừa hoàn thành khóa huấn luyện chiến sĩ mới đều biểu thị quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ khi về đơn vị mới. Đối với lễ tuyên thệ ngày hôm nay thì em cảm thấy rất bản thân rất là tự hào, vinh dự khi đã chính thức trở thành chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ. Bên cạnh đấy thì đã cảm thấy bản thân mình đã trưởng thành, bước sang một cái trang mới, chuẩn bị đón nhận những cái thử thách tiếp theo khi mà mình trở về đơn vị mới. Em cũng rất là hồi hộp, em cảm thấy em có đủ bản lĩnh, đủ kiến thức để về đơn vị mới. Năm 2024, Trung đoàn Binh đạm được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giao tiếp nhận huấn luyện 455 chiến sĩ mới từ các địa phương trong tỉnh. Sau 3 tháng triển khai thực hiện nhiệm vụ, đơn vị đã huấn luyện đúng, đủ nội dung theo quy định. Quá trình huấn luyện luôn bám sát phương châm, cơ bản, thiết thực, vững chắc và vận dụng linh hoạt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp. Qua kiểm tra đánh giá, 100% chiến sĩ đạt yêu cầu, trong đó trên 80% đạt khá, giỏi. Cảm thấy bản thân mình đã chững chạc hơn, cứng rắn hơn trong quá trình 3 tháng luyện tập tân binh ở đây. Em cảm thấy rất tự tin, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ khi về đơn vị mới. Trong khóa huấn luyện, đơn vị đã tổ chức rất tốt các buổi họp mặt giữa chính quyền địa phương và gia đình chiến sĩ mới, tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, tạo sự đoàn kết, nỗ lực cán bộ chiến sĩ cùng quyết tâm thực hiện nhiệm vụ, vượt qua mọi khó khăn thách thức để hoàn tốt khóa huấn luyện chiến sĩ mới năm 2024. Đến nay, 100% chiến sĩ mới an tâm tư tưởng, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, luôn có ý thức sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Sau lễ tuyên thệ, các chiến sĩ được biên chế về các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh. Những kiến thức, kỹ năng lĩnh hội trong quá trình huấn luyện là hành trang giúp các chiến sĩ thêm ý chí, vững quyết tâm hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng với đất nước.